Xin quý vị cho một tràng vỗ tay thật lớn cho nam ca sĩ Đan Phương. Fan của anh la quá nha. Lần đầu tiên Đan Phương xin ái kính chào toàn thể quý vị có mặt đêm nay. Xin kính chúc quý vị dồi dào sức khỏe. Và để tiếp tục chương trình, sau đây là hai ca khúc rất nổi tiếng của một người nhạc sĩ rất nổi tiếng về dòng nhạc này. Đó chính là nhạc sĩ Vinh Sử. Kính mời quý vị cùng thưởng thức Thà Giết Người Yêu và Không Còn Thương Nhớ Người Yêu. Bài ai sang ngân vào ngơ, tại ai tôi viết lá thư tôi cùng, vì ai tan nát sầu tim vờ cho lệ tuôn trào nỗi nhớ nhung. Trời ơi tôi muốn giết người tôi đã sợ đời gieo đắng cay, sợ tình yêu hay đổi thay, nên tôi giết người yêu phút này. Thà tôi sẽ giết chết người tôi đã yêu, cho dù tim tôi khổ đau thật nhiều, hơn là nhìn em bỏ tôi. Vì đời xui ta cách đôi, tôi sẽ khổ suốt đời người ơi. Khi yêu lòng tôi yêu thật là nhiều, đêm bao nhiêu lá trên rừng, thì tình tôi yêu em bấy rồi. Ngày mai vì yêu tôi giết em rồi, thì xin em hãy yêu rằng vì lòng tôi quá nặng tình em. Thà tôi sẽ giết chết người tôi đã yêu, cho người tôi yêu còn mãi trong lòng, để đời tôi không mất em. Đường tình tôi luôn có em, tôi chỉ muốn em là của tôi. Trời cưới hỏi đầy yếu dấu, tôi chú rể em làm cô dâu. Tôi không còn thương nhớ người ta, tìm vui thâu đêm quán nhỏ Tây Nga.
với ai chẳng lần mình quen biết, với ai chẳng cần mình tha thiết. Tôi quên người, quên cả chính mất em rồi. Chắc là tôi sẽ khó sống. Để bây giờ em cho tôi hiểu đời, tôi đã mất em rồi thì tôi cũng vậy mà thôi. Nên không còn thương nhớ đầy vơi. Giờ không yêu ai cũng chẳng yêu người. Chỉ vui với cuộc đời đây đó, chỉ vui với bạn bè sương gió. Tôi không còn thương nhớ đến ai. Chỉ vui với cuộc đời đây đó, chỉ vui với bạn bè sương gió. Tôi không còn